Theo thông tin đăng được tải bởi tờ Đất Kia, Samsung Electronics sẽ tạm dừng hoạt động nhà máy sản xuất điện thoại cảm ứng thông minh ở đầu cuối tại thành phố Huệ Châu, Trung Quốc vào cuối tháng này. Bước đi này lưu lại sự rút lui trọn vẹn của Samsung khỏi Trung Quốc. Trước đó, Samsung đã tuyên bố cắt giảm sản lượng tận nơi máy ở Huệ Châu theo sau việc tạm dừng hoạt động một nhà máy sản xuất khác ở Thiên Tân vào thời điểm cuối năm ngoái. Đáng chú ý, với việc tạm dừng hoạt động nhà máy sản xuất, những nhân viên thao tác làm việc tại đây đã được hưởng cơ chế trợ cấp thôi việc rất là hậu hĩnh từ phía Samsung. Theo Yimochina, ngoài khoản bồi thường theo quy định, những nhân viên đã thao tác làm việc nhiều năm ở nhà máy sản xuất còn được nhận một trong những phần quà tri ân. Cụ thể, với những nhân viên kỳ cựu thao tác làm việc khoảng 10 năm trở lên, những người này sẽ được nhận một chiếc Galaxy E miễn phí, một chiếc đồng hồ thời trang thông minh cùng một khoản tiền mặt. Trong khi đó, với những nhân viên có thời hạn thao tác làm việc ít hơn 10 năm, họ sẽ nhận được một chiếc Galaxy Á Ngươi, hiện đang có giá thành khoảng gần 13 triệu Việt Nam đồng tại Việt Nam. Đây là hai chiếc smartphone tầm trung bình và thời thượng của Samsung, dù không phải sản phẩm ra mắt vừa mới đây nhất nhưng đều sở hữu cấu hình vượt trội và giá trị không nhỏ. Năm 1992, Trung Quốc và Hàn Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao và Samsung Electronics đã đầu tư chi tiêu 52 triệu đô la Mỹ để thành lập và hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Samsung Huệ Châu. Tính đến năm 2007, Samsung đã đầu tư chi tiêu tổng cộng 6,1 tỷ đô la Mỹ vào Trung Quốc, sử dụng hơn 60.000 lao động. Ngay cả tên công ty cũng đổi từ Samsung Trung Quốc thành Trung Quốc Samsung, cho thấy thêm quyết tâm xây dựng một Samsung thứ hai tại Trung Quốc. Samsung đã từng gia hạn 3 nhà máy sản xuất điện thoại cảm ứng thông minh di động ở Trung Quốc, một ở Thâm Quyến, Thiên Tân và một nhà máy sản xuất ở đầu cuối ở Huệ Châu. Các nhà máy sản xuất ở Thâm Quyến và Thiên Tân đều đã tạm dừng hoạt động vào năm 2018. Nhà máy Huệ Châu ở tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc được thành lập khai trương vào tháng 12 năm 1992 và bước đầu đi vào sản xuất vào năm 1993. Hiện tại, đây cũng là nhà máy sản xuất duy nhất của Samsung vẫn tồn tại vận động tại Trung Quốc. Tuy nhiên, vào khoảng tháng 6 năm nay, Samsung đã triển khai cắt giảm quy mô sản xuất tận nơi máy này, tuy vậy với việc dứt bỏ bớt một vài nhân viên. Theo phân tích của một vài chuyên gia, ở hiện tại, do những yếu tố như chi phí lao động tăng, Samsung đang tìm kiếm những lựa chọn tác dụng hơn trong việc sản xuất điện thoại cảm ứng thông minh di động. Điển hình như việc được mở thêm những nhà máy sản xuất ở Việt Nam, Ấn Độ.